Và rồi, chúng ta sẽ đến với đó là các bạn mày con Talia Support. Bạn hôm nay tôi sẽ thử là xem Talia Support có mạnh không. Ừ, đây, bảng ngọc của tôi đây. Cách mang bảng mang tôi tập cam nha. Mặc dù là hiện tại là So long as the desert blooms, there is hope. Mặc dù hiện tại là cái thu thập cám đã bị nẹp rồi, nhưng mà là nó cũng còn gọi là khá mạnh, nhưng vẫn áp dụng vào được. Thì cái con Talia này mấy bạn đánh mà đi support thì nó là vãi liền ra, gọi là đi mẹ mày cấu rỉa các kiểu. Win trẻ trâu, win đi win. Đấy, nghĩ nên các bạn nên sử dụng, gọi là sử dụng con này đánh xếp hạng cũng được. Các bạn đánh tốt Talia. Cấu rỉa khá là khó chịu cho tiếng bạn. À mà bay biết cơ. Ủa sao nào tắt nhạc luôn rồi. Đừng bật nữa, tại tao bị bản quyền. Tôi đang nghe bài Power Ranger. Nè mấy bạn đứng đây nè. Đó. Nửa cây. Bạn thấy không? Nhẹ nhàng nửa cây. Không cần gì nhiều. Chơi không? Chơi sao nó kéo vô nó quýnh tao chết luôn á. Chơi. Vậy thì nói là đang chơi được chơi mày á. Gì? Tôi đang chơi được chơi mày. Mày đang chơi được chơi mày tao. Má biết tao đi tao điên lên tao cho mày chết. Trời ơi. Đâu phá đâu bạn. Có làm gì đâu. Thôi. Rớt lên cái đầu rồi. À, con này cầm thì các bạn cứ cấu thôi, cứ đứng sau lính rồi cứ quy ra. Khó chịu quá. Shall transcend. Ấy tao tham đủ 12 rip rồi. Thôi một từ trong lớn một AD lớn. Rồi mất mẹ. Thôi mất một quyết rồi. Gió gì á trời ơi. Đứng hồi thề mấy con bị khèo chứ mẹ mày có nam đó lại dậy rồi đó nhẹ nhàng chấp nhận đổi máu cũng được mặc dù không lỗ đó trao đổi combat đâu lỗ thôi không hai đều nửa cây á đánh được nó ghê không bớt lút đồ bớt đầu rồi chết rồi ơi trời ơi tóc biến theo luôn đánh được không bắn này bắn đi đừng chạy bắn đi rồi chết luôn rồi rồi bắn đi mày cứ đắng bắn bình thường thôi không có sao đó tại mình có lính mà ông AD tôi gà quá thôi mẹ anh em mà gà cấp tối thượng cảnh sát HD rồi bị gượt chạy như một con cua mày giết được support đó hả giết được mày lời rồi lời sao lỗi lỗi chứ má một đỡ hai lời hả hấp dẫn ta rồi nãy mày ai chưa gì đó găng Adriel giết hả chắc vậy á ôi nãy bắn mà đi nãy, đừng có chạy mà nãy, mày cứ đứng mà nãy mà rồi. Tao đủ tỉnh táo là tao giết hết rồi thôi đi gà như cu người ta gì đòi đủ tỉnh táo rồi đây nào lên nè đó lụm mạng liền chỉ cần quan sát cách nhẹ nhàng thôi không cần gì nhiều I'm a baby girl sao ta bắn lính nào lính nó chết ta đam to dữ má lên hai kiếm dài rồi còn đòi nữa ủa
Nào bên nhảy. Đánh 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 đánh. We must move forward. Rồi rồi về 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 tập một nó về về. Đó, mấy bạn mạnh phải liền quy một quy. Ăn hết 5 cục rồi mẹ, 200 mấy đam, 300 đam. Máu nữa không? Máu chỉ có 800 đam rồi, các bạn quy tầm mẹ trúng hết 3 lần. Còn máu ở đâu mà chơi. Ơi, ghê hả? Ôi. Ê, con mẹ tự bóp giá giúp mình luôn. Ôi. Phải liền. Tự bóp con mẹ nó giá chính mình luôn. Giết đi mà không báo gì hết ta. Mẹ cái thằng đó đó. Mà nó là sao? Là đẹp mẹ. A sparrow flies against the wind. Oh. An ally has been slain. Được được được. Control, control. À là 5 game luôn hả? 255 nè. Nếu mà mua lẻ hai game đó thì mẹ được không? Được. Rồi biết rồi. Ok, thì nói chung là bạn tôi mới giới thiệu cho tôi những cái game thôi. Game gọi là cô ớt. Muốn tôi làm vài clip. Gọi là video clip đấy. Để đăng. Ui, Quy đâu vậy? Con clip để đăng cho mấy anh em xem. Ui, đầu. Có cái đường máu luôn. Khổ quá. Còn cái gì đâu. Hai lần Quy gần chết luôn. Bắn không được nó đâu ba. Ôi ghê hả. Đây một viên nữa, viên cuối. Trời ơi. Đúp tài đúp tài đúp. Tài đúp đi. Trời ơi, tài đúp cũng hụt nữa. Tài đúp chúng nó chết rồi. Ai rồi, ai rồi? Gì đó? Có ai đâu, con mắt á, nó bình con mắt á. Cốc đồ mày nó dính. Ôi, sao hoài vậy? Hoài vậy? Tại đang vừa combo chiêu quá. Rồi luôn, rồi luôn. Rồi. Chạy bạn ơi. À, mà nó sẽ đánh thêm tệ mà thôi, không sao. Trời ơi. Né hướng nào? Mày đi vô hướng đó thì mày né hướng nào ba? Tao lách qua đây, không né được. My journey is not yet at an end. Mày phải đi thẳng gì này ba, nó mới khó. Trời ơi. Lách. Chán anh chắc dễ sợ luôn vậy à. Tao vẫn đang đạt tới một sức mạnh khủng lồ. Trời không lụm được ké được cái con rẹp nào luôn. Lụm rẹp nè, AD chưa lên là mình phải lụm rẹp. Đấy. Shut down. Ngoài đẹp trai tới. Hoàng đẹp trai. Hay nhờ. Mất luôn nè. Mất con thứ hai nè. Mất con này luôn. Chạy như cách mất con. Mất. Ủa ở đây có mắt. Ủa đây có mắt. Khèo chi vậy. Ta lên cấp 6 cái rồi cho mạnh nha rồi. Sao nó coi. Đi rồi cái. Xạo à. Chơi game mà xạo à mày. Múa vỏ nè, múa vỏ. Chết rồi, nãy ông mua máu rồi.
dí luôn mày ơi. Mày ơi, khó ta. Khó rồi đó. Anh kéo mày. Mày đang xài chiêu thì mới chấp nhận. Ôi, gì ghê hả? Ôi, bóc tiêu vậy. Bóc tiêu vậy liền. Rồi, mất con mắt chiếu rồi. Ơi. Để đi. Vô trời, chết à. Sao giờ sao? Giờ ý anh sao? Ê ê ê ê. Hay quá. Hay quá, giết nó. Hay quá. Hấp dẫn nha. Bắn đi trời, nhiêu đó máu cũng không bắn được nữa hả? Thì giờ tao rút. Thì nó mới tao đi AD hay đi support nữa. Trời ơi, giờ ta đánh hay quá. Đánh hay quá. Xử lý tình huống các kiểu mày blitz sao chịu nổi, đúng không Hoàng? Về bảy bề chỉ cần anh thấy nụ cười một chút thôi. Quăng ngủ nó xài quăng địa chấn các kiểu ấy mẹ. Quăng băng trụ quá. Chạy đua mày. Ờ. Mày tháo mặt nạ xuống chạy đua với tao nè. Tháo mặt nạ xuống mày chạy đua với tao nè. Sao con mắt tiếng vẫn còn đó. Tao mới đặt. Đi về đi nha, Ly nó găng bây giờ. Rồi, kéo. Đánh. Đó, phi. I must finish my task. Shut down. Phi. Mày muốn cái gì? Ây da, ây da, đâu. Ô, né. Ồ. Dữ quá à, làm cái ghê. Cái ghê gì ba. Ừ, giờ mày sao? Mày láo không? Phi cho một cái vô cái đầu mày láo không? Ly xuống. Không, Ly phá mắt. Ly đang phá mắt. Ta nghĩ là Ly sẽ xuống. Những phản găng nè ba. Cha này thiệt luôn á, xuống đây. Xuống đây phản găng nè. And another. Ta-da-da-da. Gì đây? Ta đứng sâu thôi nha. Hết máu rồi. Để cho nó đẩy đi, để cho nó đẩy đi. Ừ, rớt cái đầu đau không? Ấy, ôi, vẫn dính được kêu kìa. Rồi rồi, chạy đi đâu cho thoát. Đánh à. Trời chó. Để đẹp cho nhanh và cha này thì không biết gì nữa. Đang giúp một cách gọi là nhiệt tình luôn. Chị đua mày. Chị đua không? So long as the desert blooms. Chị đua mày. Ờ. Trong mà chị nhánh nữa. 400 mấy luôn rồi. Chị đô. Các ta chạy chậm hết á. Thiệt mẹ. Tao lướt đá ngoài mày thì mày đi hai chân thì lại léo gì. Mày kìa, ăn thế nè. Đéo tới mà. Đó, tao biết mà. Ơi, ai vậy? Quýnh đồ mày luôn. Rồi, quýnh kia luôn. Rồi.
bạn ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? À, bạn tính làm bỏ lại bạn. Bạn tính làm cái gì thôi? Ôi 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 ôi. Ơ ghê hả? Chạy bạn ơi. Bắn cái nữa, bắn cái nữa, bắn cái nữa, chạy đi. Rồi dắt tới rồi. Ừ. Rồi, đúp. Ừ. Ừ, hay. Mình đánh cho bọn các bạn, mình đánh vì team mấy bạn hiểu không? Các bạn bảo mình không mình gai vậy. Hay full ghét. Ôi chó. Cái này chuyện nó lỡ rồi, hơi đánh gọi là hơi gà, tại vì tôi không có quen đánh con này lắm. À mấy bạn có thể thấy chưa mở khóa hạt ảnh thông thạo, các bạn biết tôi đánh ít cái con nào. Đang mở test cho mấy bạn xem thôi. Rồi xong chết luôn. Chết mất tiêu luôn. Vô đây. Trời ơi dồn chết người luôn. Chết người luôn. Trời ơi dồn một bước đường cùng. Không hiểu được. I know all of this will lead me home someday. Ngáo không? Không hiểu được. Nó xuống rồi. Tao có rờ mà. Theo kịp. Đánh đi, có bỏ đánh nó luôn. Sợ cục cướp chó gì. Trời ơi, khủng. Khủng to, trời ơi, đau rồi. Trời ơi. Chết luôn, không biết làm gì luôn. Ấy gì vậy? Chạy bạn ơi. Đúng rồi. Gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy ba? Đó, chết mất tiêu luôn. Tóc quyến lên đúp, trời ơi. Nó đẹp gì đâu mà nó đẹp. Ôi, chơi game mà hay quá. Cái thằng chó support này. Tôi chỉ muốn farm nè, cách nhẹ nhàng. Ôi, thằng này bố láo à. Tao ghét này lắm. Đó. Bố láo. Trời ơi, chưa kịp rồi kìa. Nó bị nảy luôn rồi đó ba. Bắn luôn, kéo vô luôn. Trời ơi, mạnh xuống tường hết á. Thôi trời, không sao trời, mạnh mạnh lên. Thôi ai vậy? Tăng, tờ đắng ta tăng. Được sao lại em? Em lên đá em đi luôn nè. Đó. Gược hộ luôn. Thôi đập nấm luôn. Ôi buồn luôn. Bạn buồn luôn. Rồi nha, chết luôn nha. Tôi thấy bạn đi, bạn tự nhiên bạn đi sai. Xài cái e dịch chuyển khẩu học là xong rồi. Cái của bạn này cái. Trời gì đông thế. À, bạn này cần cứu không ta? Hay là mình ra đây mình chết chung ta? Nó lên thằng Timo rồi. Lên Timo. Rồi, trời ơi, tóc biến chạy đi đâu, chạy đi đâu, trời ơi, cứu một bàn thua trông thấy. Đúng rồi nha, lao vô, mày đủ can đảm để mày lao vô không, con trai.
phi rồi luôn đó từ muối lúa rồi bỏ đi bạn ơi, về đi, đợi chờ đợi là cái gì, làm cái gì không biết nữa. Giờ chắc tôi lên trường pha lê relay, tại con này mấy bạn mà đánh tại nó ít cc á, mấy bạn đánh support thì mấy bạn nên lên trường, lên cái trường relay cho nó, mẹ nó có làm chậm giống thằng AD ngu rồi phải không, là cái thân đó thì nếu có chuyện gì hết giờ thêm tôi nữa thì nó lại hợp lý quá đúng không bạn? Không tự là cánh sinh nó mày á, tao đang ca hỏi mày á, đúp nó một cái chết chết luôn trời muốn gần chết luôn. Ôi ai vậy chạy bạn ơi, tôi đi trước. Trời ơi phi ném gạch ném đá trời ơi không kịp ném đá không mấy bạn đó, con này nó trước rồi CC mấy bạn lên cái ta tiện đi like nãy là thằng nếu mà nãy tôi lên đi like sớm cái thằng đó nó vậy là nó bị slow rồi nó không đá được tôi. Tại mày gà quá, thằng ở đây gà quá, không thấy không? Cú hết mực vậy rồi. Nó hiểu gì chị? Đó, cái cách chạy đi. Bắn nó có 4 viên à, mà cũng ăn bùi lưu làm cái gì không biết nữa. Đánh red. Rồi tới nè ba. Trời ơi. Giờ chạy. Thao tu chạy. Thao tu chạy luôn, lướt vô. Lướt thử cứu bạn cứu bạn được hai mạng luôn, anh cần còn mà với còn rồi mà như mình đi mid gì á, sắp xong rồi 23 phút rồi đây 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 hay quá trời ơi đánh cần còn bởi vậy mấy bạn đi support mấy bạn cũng mạnh ngang tầm tầm đó đi mid gì á ăn trời ơi ơi trời ơi farm rồi chết nè thôi về leo đá về thôi. I must finish my task. Má nội tại con này hơi phế sao anh em yếu một trời ơi gấp như tôi. Ấy tìm ra đâu rồi, thằng được đâu rồi, cái tình hiệp nhở, được lo lâu với nhau rồi, ơi thôi muốn không biết tình gì cho nó ban đồng đồng khè cao quá, cá tiền cái ai cá tiền Timo hả, tao cũng 450 à, đợi cái này tao đi support cho. Để lên giờ mình lên như thế nào? Ta đang làm tốt nhiệm vụ. Lên mặt nạ đã đầy. Đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là mấy bạn nên là lên cái này với lại cái giày trước. Rồi sau đó mấy bạn một là mấy bạn lên quỷ thư, hai là mấy bạn lên mặt nạ đã đầy được. Nào được hết. Đấy. Xong rồi món tiếp theo mấy bạn có thể lên chuyện delay. Món thứ tư mới lên nha. Ôi món thứ năm cũng được. Tại nãy tôi thấy tôi thiếu CC quá nên tôi nâng like chứ. Nếu mà team bạn nhiều CC thì các bạn không có cần phải nâng like sớm làm gì.
Ủa sao nãy không ai ăn rồng vậy? Sao đi lên đây rồi? Ngoài nhà đứa mà không con rồng quá. Ấy. Rồi bạn tôi bạn tôi. Ai vậy? Ai vậy? Solo nào? Từ Blitz vô kìa. Chết luôn rồi, giết luôn rồi Blitz nè. Blitz cứu hộ. Blitz này ra đây cứu hộ. Không mấy bạn, tao nói rồi lạnh lắm. Mạnh không? Giờ đó, 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 500 đam. Trời ơi, có thể nào mà. Ôi, ơi, ai đây? Ai đây? Thôi, không mạnh được. Trời, các bạn luôn, bây giờ mấy bạn như đây đồ quá. Mạnh vãi lều luôn mấy bạn mà combat rồi auto win luôn á. Mấy bạn xỉu luôn. Ném đá u cái đầu. Giỡn hoài. Đó. Rồi nào. Phá hoài. Ừ. Ừ. Bố lao bố lao. Ừ. Thôi bỏ đi về. Cái gì vậy? Vậy 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 vậy. Thằng này hổn ta. Hổn ta. Giết nó giết ơi. Giết ơi, giết nó giết ơi. Mày nghĩ tao là ai mà dễ giết vậy hả? Tao có đồ rồi, tao có đồ rồi, tao có đồ. Các bạn lên mặt nạ đầy cũng được. Các bạn tăng xin các phép, các bạn có thể là nâng lên mũ thủy luôn bây giờ cũng được. Hoặc là lên cái súng ngắn hết test cũng được. Vậy lên đồ support các bạn đa dạng. Thích nào? Nè phát rồi lên đó. Lên chút red của tao nè. Chút cua chứ. Mày nói gì? Cướp cua à? Cua nè. Cướp. Trời ơi, thiếu đam nghe con. Thiếu, ba mươi mấy đam nữa thôi. Giỡn hoài. Bố láo vậy. Bố láo, bố láo. Trời, hổn. Trời ơi trời. Nó hổn với tao kìa. Trời ơi, tụi này hổn nha. Hổn nè, đó. Hổn. Trời ơi, chết bạn tôi rồi, tao ra nó cứu bạn được. Trời chết. Chết luôn, trụ bắn chết luôn, trời ơi. Trời ơi. Chơi gì tim. Tim quá mà anh em. Đi thôi. Đấy là game mình cho em ở đây thôi. Đi nào. Ta là cùng win nào. Trời ơi. Win rồi, tôi nghĩ thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Bye mấy bạn nhé, là bỏ lại cho mình đó là nếu mà mấy bạn thích thì để lại một like nha. Bye bye.